Xin chào bạn, trong nội dung bài số 7 này chúng ta sẽ thực hiện đó là nhập số tự n, sau đó tính tổng s bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng vân vân đến cộng n 1 trên n. Ở đây thì chỉ lưu ý các bạn một điều đó là khi mà thực hiện cái phép chia nguyên giữa 1 và các số n này này đấy, thì phải lưu ý là phải ép kiểu nó sang cái số thực thì cái kết quả sau cùng nó mới chính xác. Ở đây giả sử là mình sẽ sử dụng cái kiểu là kiểu double. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chúng ta có một cái số n đúng không, thì chúng ta có một cái inner này, chúng ta phải có một cái scanner, scanner bằng new scanner, ở trong này là system, giữ cấn cần cho cách thì nó sẽ ra chấm in. Ok, đấy. Sau đó thì n này sẽ bằng scanner chấm next int. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một cái biến double, giả sử như là tính tổng đi, bắt đầu cũng gắn bằng không. Đấy. Sau đó thì sẽ cho cái giá trị y bắt đầu từ 1, thôi y là t ở đây đi, y bắt đầu từ 1, y nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của n đi, y này tăng lên. Đấy. Trong cái quá trình này thì chúng ta sẽ thực hiện tính tổng sum, tức là sẽ cộng bằng, bây giờ ép kiểu sang cái thằng double của cái thằng đó là 1 chia cho y này, sau cuối cùng thì chúng ta in ra kết quả result bằng cộng với sum. Đấy, ok, thì lưu ý là chúng ta phải ép kiểu như thế này, nếu không đúng thì chúng ta sẽ sửa lại sau. Ok, đây là bài số 7. Rồi mình sẽ nhập vào ví dụ số 9 ạ. Đây, kết quả của mình là như thế này. Bây giờ mình sẽ nhập vào một số to hơn nữa đi. 999 chẳng hạn. Đây. Bây giờ nhập vào một số nữa. Lưu ý ở đây mình chỉ xét các số này là các số dương thôi nhá. Đó. Cho một số nữa đi. Đấy, kết quả đây. Ok. Đó. Thì để cho nó chính xác thì nhớ là luôn phải ép kiểu. Đấy, chú ý mình comment vào đây, chú ý ép kiểu cho chính xác. Đó. Và khi mà chúng ta chạy cái chương trình này ấy, thì nó sẽ hiển thị ra một cái loạt rất là dài những cái số đằng sau dấu phẩy. Đây các bạn nhìn này, đấy, nó dài như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái phần định dạng xuất ra ấy, thì để chúng ta in cái kết quả nó đẹp hơn thì chúng ta dùng printf result bằng cái này phần trăm, giả sử như là mình cho khoảng 8 chấm, giả sử mình lấy 3 chữ số đằng sau dấu phẩy, phần trăm cái này là phần trăm của f, cái này dấu phẩy. Đây bây giờ mình sẽ nhập vào một cái số mới. Đây, kết quả của mình đây. Ok, đấy, nó đã gọn đi rất nhiều rồi. Như vậy thì cái bài số 7 của chúng ta thì nó chỉ basic như thế thôi. Nó chỉ là lừa nhau một tí thôi mà. Cái bài này đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.